Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong clip về điều chỉnh độ thu phóng trong Excel với chức năng zoom. Và clip này các bạn có thể dùng được với Excel 2010, 13 hoặc 16 đều được nha. Với nội dung của cái video này, chúng ta sẽ có các phần sau. Thứ nhất ấy là các bạn có thể điều chỉnh zoom bằng cách là dùng con chuột. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể là sử dụng cái nhóm zoom ở trong Excel. Và trong nhóm zoom thì ta sẽ có một vài chức năng, chẳng như là zoom mức độ là 100% hoặc là zoom to selection. Và cũng giống như các clip trước của tôi thôi, là chúng ta chú ý rằng là chúng ta sẽ tập trung vào việc là dùng chức năng đấy vào lúc nào, chứ không phải là các bạn chỉ đơn thuần là dùng chức năng. Rồi bây giờ chúng ta vào trong Excel, và nếu mà muốn thực hiện việc zoom ấy, thì chúng ta thấy là cái thao tác mà đơn giản nhất là dùng bằng chuột. Chuột thì người ta sẽ giữ control trên bàn phím, sau đấy là người ta sẽ lăn cái bánh xe chuột như thế này. Ví dụ giữ control trên bàn phím và người ta lăn cái bánh xe chuột thì các bạn có thể thấy là gì? Nó thu nhỏ hoặc là phóng to. Đấy, bình thường là chúng ta thực hiện zoom chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên ý, khi mà các bạn làm zoom thì nên chú ý một chút là nếu mà chúng ta zoom mà chúng ta muốn giữ một cái ô nào đó nhìn thấy được trên màn hình, ví dụ tôi lan con chuột xuống dưới như thế này, xong tôi muốn là gì zoom và tôi muốn zoom và vẫn nhìn thấy được cái ô A53 đây chẳng hạn. Và ô A53 này nó sẽ có xu hướng là thường nó sẽ nằm ở phía dưới. Thế trong trường hợp đấy ý, là tôi sẽ kích vào ô A53, rồi tôi giữ control và tôi sẽ lăn bánh xe chuột. Thì các bạn thấy là Excel nó sẽ phóng to. Và cái xu hướng của cái ô mà chúng ta đang đứng là nó sẽ nằm ở dưới cùng trong cái phần được phóng to. Rồi, và cái ô đấy nó sẽ không bị trượt ra khoảng màn hình. Thì khi các bạn phóng to như vậy ấy, thì các bạn giữ control và lăn bánh xe chuột thôi. Còn thu nhỏ thì chúng ta giữ control và lăn bánh xe chuột theo chiều ngược lại. Thế có những tình huống khác, ví dụ các bạn cũng muốn phóng to thu nhỏ nhưng chúng ta muốn giữ được cái ô là G53 chẳng hạn. Thì trong trường hợp đấy chúng ta lại giữ kích vào ô G53 và chúng ta lăn bánh xe chuột thì các bạn thấy đấy, nó bắt đầu zoom lên như thế nào. Rồi, thế phóng to thu nhỏ thì như thế này. Nếu mà bây giờ chúng ta giữ control và lăn bánh xe chuột ngược lại thì các bạn thấy là cái ô G53 ở đây và nó sẽ có xu hướng là giữ cái ô G53 này đâu ở phần giữa trang màn hình của chúng ta. Rồi nhưng nó sẽ khác đi nếu các bạn làm thế này. Ví dụ như là tôi sẽ phóng to lên chẳng hạn và tôi để như thế này. Tức là các bạn sẽ thấy là cái ô đầu tiên của tôi ở trên này là ô C40, đúng không? Rồi, tôi có thể đứng ở đâu chẳng hạn zoom hay gì đấy chẳng hạn, bình thường thì tôi thấy là ô trên này ô C40. Nếu mà chúng ta giữ control và lăn bánh xe chuột thì chúng ta thấy là nó sẽ zoom như vừa rồi. Nhưng mà nếu các bạn đứng đây và muốn quay về 100% á, thì thay vì chúng ta giữ control và lăn bánh xe chuột, chúng ta có thể nhấn vào cái nút là 100% trên này, và khi chúng ta nhấn nút 100% này nó sẽ khác ở chỗ là cái ô ở trên góc trên cùng phía bên tay trái nó sẽ được giữ nguyên ở vị trí đấy. Có nghĩa là bây giờ tôi nhấn 100% thì nó sẽ thu về ở mức độ 100%, nhưng cái ô ở trên góc này ô C40 nó vẫn nằm nguyên ở vị trí đấy, chứ không giống như kiểu là chúng ta giữ control và lăn bánh xe chuột. Rồi, ngoài ra nữa ấy, thì nếu mà các bạn dùng chức năng zoom thì nên để ý một việc là ví dụ chúng ta đi đâu và thực hiện trình chiếu chẳng hạn, các bạn lăn giữ control và lăn bánh xe chuột lên xuống ấy, thì trông nó không được chuyên nghiệp cho lắm. Trên lúc đấy cân nhắc các bạn nên làm thế này. Ví dụ tôi muốn zoom được đến cái vùng này, tôi chọn cái vùng từ là B32 cho đến F36 chẳng hạn, tôi sẽ chọn cái vùng B32 F36 đấy. Xong sau khi tôi chọn xong rồi thì trên thanh ribbon tôi sẽ nhấn vào cái nút là zoom to selection. Thì sau khi tôi nhấn vào nút zoom to selection rồi thì Excel nó sẽ phóng to đúng cái vùng từ gì B32 cho đến F36. Và như vậy là chúng ta có thể cho người khác xem thông tin này rất là nhanh. Rồi, muốn quay trở lại lại nhấn là 100% trên này chẳng hạn. Và các bạn muốn zoom to selection trong vùng khác lại chọn một vùng khác có thể gọn gọn hơn như thế này chẳng hạn. Và chúng ta lại nhấn là gì? Zoom to selection. Và các bạn thấy là gì? Đây, nó sẽ phóng to về đây. Rồi, thế thì đa số các bạn vẫn hiện tại và các bạn vẫn đang dùng là gì giữ control và lăn bánh xe chuột bởi vì nó tiện, nó rất là nhanh. Nhưng các bạn hãy cân nhắc là trong một số trường hợp thì thay vì giữ control và lăn bánh xe chuột, chúng ta có thể cân nhắc đến việc là lên thẻ view trên thanh ribbon, sau đó nhấn vào các cái nút zoom trên này. Ngoài ra ở đây các bạn sẽ thấy là có một nút zoom, nhưng nút zoom này là thường là gì để chúng ta đặt ở một cái mức độ chúng ta muốn zoom bao nhiêu đấy chẳng hạn. Rồi, hoặc là các bạn có thể nhấn custom và tự điền con số ở đây. Và Fit Selection, nếu chúng ta nhấn Fit Selection, ok cái, các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống y chang như chức năng là Zoom to Selection. Có nghĩa là nó sẽ zoom đến cái mức độ là vừa vặn với cái mà chúng ta đang lựa chọn. Và các bạn thấy là tại sao nó không to nữa, bởi vì là cái nó đã kịch kim, tức là lên đến mức 400% là hết cỡ rồi. Rồi,
Như vậy là các bạn đã hiểu về chức năng zoom trong Excel thì như thế nào. Vấn đề là dùng zoom rất đơn giản giữa control và bánh xe chuột. Tuy nhiên là các bạn hãy cân nhắc là gì, trong một số trường hợp chúng ta có thể dùng là zoom 100% hoặc là zoom to selection. Rồi nếu có bất cứ vấn đề gì cần hỏi thêm thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.